Đi cà khịa, ông đi ông cà khịa. Đây là hai ông đực, cuộc chiến có hai con đực chơi bài gặm chân với gặm đuôi à. Cùn 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 bị gặm chân mất rồi còn đâu. Nhằm nhà cắn lại cái gì đấy, là bạc cái chứ nào có phải là đực. Ui sồi rồi, từ nãy bây giờ cứ bảo đực gớm, tiên sư nhà bà cái bà đi nghịch bà đại ca quá, là mà đi bà cà khịa cứ bảo con đực. Ui sồi, nhầm với này, con đực nằm góc đấy, hóa ra là bà cái và đi vào cả khịa khắp mọi thành phần, gớm quá đi. Bí thua là lao vào gọi hội, gọi hội ra cắn con đang ngủ, thế mới đẹp.
không làm gì được, con thức ta ra ta bắt nạt con đang ngủ. Thôi đi ngủ đi nào, mấy đứa đi ngủ đi, chúng nó ngủ hết giờ mà còn mấy đứa còn nô. Thằng Loki con kia cắn đuôi con kia thôi đi ngủ đi, lâu cái con kia. Làm lấy ngủ đi. Lọt toàn, lọt toàn. Đúng rồi. Còn con kia nữa. Ngủ. Tất cả chúng nó đều ngủ hết rồi. Ngủ đi. Con ranh con kia. Cắn gì góc đấy. Ngủ. Đúng rồi. Ngủ. Nó nghịch.